Kính chào quý vị và các bạn. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khác ở Bắc Bộ đang trong những ngày thời tiết ổn định với nắng hanh vàng vào ban ngày và se lạnh vào ban đêm. Dự báo mức nhiệt cao nhất trưa nay trên toàn khu vực là từ 26 đến 29 độ, còn về tối và đêm thì mức nhiệt là từ 19 đến 22 độ. Trong khi đó ở Trung Bộ, từ sáng đến trưa nay ngày 12 tháng 10, khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Riêng khu vực từ Quảng Ngãi trở vào đến Phú Yên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa có thể lên tới từ 80 đến trên 150mm. Phải từ chiều nay thì mưa lớn ở các khu vực này mới giảm dần. Dù mưa tạm giảm nhưng do mưa kéo dài đã nhiều ngày nay nên nước lũ trên các sông đang rút rất chậm. Tình trạng ngập úng tại khu vực trũng thấp vẫn duy trì trên diện rộng. Bên cạnh đó, nguy cơ về sạt lở đất ở các khu vực vùng núi vẫn ở mức cao. Người dân sinh sống tại khu vực từ Quảng Ngãi trở vào đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên cần phải tiếp tục đề phòng. Về nhiệt độ, do còn có mưa nên nhiệt độ hôm nay trên toàn khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận vẫn duy trì trong khoảng từ 26 đến 29 độ, trời mát. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ sáng đến trưa nay cũng có khoảng tạnh ráo, trời nhiều mây. Mức nhiệt cao nhất trưa nay tại các tỉnh thành vùng cao nguyên phổ biến từ 27 đến 30 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ nhiệt độ là 31 tới 33 độ. Về chiều tối, do hoạt động của rãnh áp thấp nên trên cả hai khu vực vẫn tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa dông, quý vị cần đề phòng với dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh. Trên biển, dưới tác động của không khí lạnh mạnh ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển của đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Tương tự trên vùng biển từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận và vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông cũng có gió đông bắc mạnh khiến sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, không an toàn cho tàu thuyền. Bản tin thời tiết sáng ngày 12 tháng 10 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.